hàng tôi có cây đa cao ngất tầng dần, có sông sâu lờ lững vườn quanh êm xuôi về nam. Một chiều thu lá thu rơi, có một chiều...
trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cây cột mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng giục xin. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo về. Còn dầm mưa tan cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Thèm thuồng giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhén bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giàn bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cơm cầu. Sao hè con vẫn ngồi nhén bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giàn bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cơm cầu. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giàn bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm.
chúc người yêu thêm tươi đẹp mong lành, để cho đôi lứa vui trọn mùa xuân ngắm sao. Chuyện buồn năm đã qua, thank you.
rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bênh, em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng, trong ánh sỡ muôn màu. Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, con đi rất dài căn cầu qua đầu, em cầm đèn sao em hót vàng vàng, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa. Tùng rinh rinh tùng 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 rinh rinh, nay anh sao vui chiếc sao non ngà. Tùng rinh 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 tùng rinh rinh, anh sao bác hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng soi tràn, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đủ vui, rộn ràng đèn trong tay lung linh đến. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quanh anh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bọn chàng. Hát chi hát na chúc tôi hồn mơ đến ngày bề trai đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Hãy hòa đất ca cùng nhạc tình ta, có ngọc tung tăng dưới trang. Chiều cuối ngăn ngơ tình chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ kích hoài. Có chỉ hát ca chúc tôi ngồi mơ đến ngày bề trai đất kia. Trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba ghế nghe đời xưa. Hãy hòa đàn ca cùng nhạc tình tang, hoa mộng tung tăng dưới trang. Chiếc cuội ngâm ngơ tiếng chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ tích hoài. Chiếc cuội ngâm ngơ tiếng chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ. Tấm hôn duyên sao nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sâu, tiếng về nức nở tràn chưa sân trường, còn lại hai đứa cầm tay nhau nói yêu cũng buồn. Ngoài trời phượng rơi trong lòng vẫn vương, nhớ những bàn thân chung một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi một tà áo tím. Dù xa nhau nhớ đừng lãng quên, mãi đây cánh biển nở
hồn hồng xinh. Tà áo chính nguyên tô thắm dân trường, đời học sinh vẫn nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một mình, tâm hồn không phiền không sầu vì ai. Màu mắt hơn ngay tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn xót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Xuân sinh ước hẹn ngày mai, tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say sưa mái trường thân mến. Vọt bao niềm tâm tư khó quên, bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở vai ta, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba. Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba. Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi, tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng, tóc xóa thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hồng lặng lẽ thoáng ngày bên vừa, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi, tình em như gió khao, tình em như sóng xô giặt trôi đến bên bờ con người mong nhớ. Dù xa nhau đó hoa dừa vẫn cài trên mái tóc, tóc gió thổi bay những chiều mưa. Thank you.
Hà Nội mùa này chiều không buông nỡ, vo vơ nghiêng nghiêng cành cây khô, con cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây. Tưởng như còn đồ đông gần em bay hiu hiu gió lạnh, hoa xưa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lỡ, đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nỡ, con cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây. Không buông nỡ, vô vang nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm kiều có cơn giông ập
mê vợ bé. Ba bỏ má đi á, má mình trở nên điên loạn vậy. Ngay cả tụi mình là con của má mà má cũng không nhận ra nữa. Nếu mà cái tình trạng này nó cứ xảy ra vậy hoài á thì... Thôi mà chị hai, dù sao thì mình cũng là phận làm con, mình phải có trách nhiệm lo cho cha cho mẹ của mình chứ chị hai. Mặc dù á má không có nhớ mình là ai hết chị hai, nhưng mà mình vẫn phải lo cho má. Má ơi, má, má ăn cơm không má? Má ăn cơm không? Tụi con lấy cơm cho má ăn nha má. Cơm? Em bé uống sữa. Không có cơm. Sữa. Thôi giờ để con lấy nước cho má uống nha má. Ngoan, đến má thương. Nước của má nè má. Không phải ai. Nước. Sữa. Ngoan. Má cho bú sữa nha. Ngoan nào, má cho bú sữa. Từ ngày á mà ba đi, má buồn, rồi má cũng bỏ hát luôn. Thôi thì hôm nay con có mời mấy chú trong ban nhạc ngày xưa là bạn của má đó má, về đây để đàn cho má nghe những bài ngày xưa mà má hay hát đó má. Hồi xưa má hát hay lắm đó má. Đúng rồi đó má, con mong là sau khi á mà má nghe á thì má sẽ bớt nhớ ba hơn và sống vui vẻ với tụi con nha má. Nha má. Hát. Đẹp. Má đẹp lắm má, má ơi. Đẹp. Mấy chú ơi, mấy cô ơi. Thôi má qua đây ngồi nha má. Thank you.
Vẫn trắng khuya cung đàn
lòng nhớ thương ai. Gió đưa mang mang gợi những u sầu, đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây gió lạnh chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con. Là gần tới mộ của mẹ mình rồi đó. Gần tới mộ của mẹ rồi hả chị hai? Nãy giờ hai đứa mình đi lâu quá, đi đường dài quá chị hai ơi. Út có mệt không? Dạ em mệt có chút xíu à chị hai. Kìa, mộ của mẹ mình ở đó kìa. Dạ, hay là bây giờ hai đứa mình ngồi xuống bày đồ rồi thắp nhang cho mẹ nha chị hai. Ừ. Em ba cây, chị ba cây nha. Dạ chị hai. Mẹ ơi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Hai chị em con tới đây thăm mẹ nè. Út bây giờ cũng lớn lắm mà mẹ ơi. Dạ đúng rồi mẹ, bây giờ cũng lớn lắm rồi. Mặc dù á là con chưa thấy mẹ lần nào hết trơn á, nhưng mà con nhớ mẹ lắm. Chị hai ơi, không biết là chị hai giống mẹ hay là em giống mẹ nữa ha chị hai? Chắc Út giống mẹ, tại vì em gái của chị đẹp mà. Thôi từ sáng giờ đi cũng đường dài rồi, còn trong lối cha bố con bơ vơ đi theo người, cậu đem về cưu mang gì thương cháu khác xưa.
đứa con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ sinh hai con ra mà mẹ không thể lo lắng, thương yêu, chăm sóc cho hai con. Nhìn hai con như thế này mẹ đau lòng lắm, nhưng mà mẹ không thể làm gì hơn được hai con à. Hai à, con là chị lớn, con phải biết chăm sóc lo lắng cho Út nha con. Hai đứa cố gắng nương tựa nhau mà sống nha hai con. Mẹ, đã tới lúc mẹ phải đi rồi hai mẹ con ơi. À mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ hai tụi con nữa mà mẹ ơi. Mẹ ơi, chị Hai, mẹ ơi, chị Hai, mẹ đừng bỏ hai đứa con nữa mà mẹ ơi. Mẹ về thăm hai đứa mình đó em. Chị Hai ơi, chị Hai ơi, em thấy có ai đâu chị Hai ơi. Chị Hai đừng có làm em sợ nha chị Hai ơi. Chị Hai đâu rồi chị Hai? Chị Hai ơi. Trời ơi, rõ ràng là mẹ ở đây mà. Mẹ chị Hai, chị đừng có như mẹ vậy ơi. Nữa đâu mà chị Hai. Chị đừng có làm em sợ nữa mà chị Hai. Phương xa gian nào có hay, mà chiều nay con giấu mẹ nơi này. Sao bay tìm bay khói hương mộ phận nghi ngút, nước chảy liêu riêu lòng con hiếu thảo trọn đời mỗi năm. Trình Thái Hậu, Đức Vua đã về đến Hoàng Cung và xin được vào diện kiến cùng Thái Hậu. Người ra bẩm báo với Ngài Ngữ rằng ta không được vui, xin Ngài Ngữ hãy quay về. Dạ muôn tàu. Đi. Tuân lệnh. Lệnh mẹ, ngày mai là ngày vũ kỵ của Tiên Dương. Con mãi mê săn bắn ở rừng Thuận Trực. Trên đường về gặp phải mưa to gió lớn, thuyền ngược nước nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi, xin mẹ hãy phạt roi rồi tha thứ cho con. Mẹ đừng giận, kẻo hao mòn ngọc thể.
ngài không dám từ cửa miệng mà vui. Chứ thật trong lòng ngài đâu kiên nể, dỗ khi tiên dương ngài còn dám xem thường thì có nghĩa gì những lời ta giống. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Thôi, đêm đã quá khuya, ta cần nghỉ ngơi, xin ngài hãy lui về. Mẹ ơi! Đi! Sách chữ nôn, sách thập điều, điều do chính tay ngài ghi chép. Ngài biết dạy cho người những điều hay đẹp, sao đạo làm con ngài không
công dư cho tròn. Lời dạy của mẫu thân như thước ngọc khuôn vàng, con trẻ xin khắc ghi trong tận cùng tâm nào. Với tự thân con trọn bề yêu thảo, mới mong có được lòng yêu kính của thần dân. Nếu được vậy thì ta rất mừng. Thôi, đêm đã khuya, ngài ngự hãy lui về an nghỉ, để sáng mai còn lo cho ngài kỵ của tiên dương. Nhưng còn tội bất hiếu của con, xin mẹ hãy phạt roi thì con mới yên lòng là mẹ đã tha thứ và không còn hờn giận. Roi con dâng mẹ và cúi xuống đây chờ nhận lãnh tội hình. Ngài vui chơi săn bắn, quan quân theo hầu ngữ sức nhọc nhằn, lại còn phải hộ giá ngài giữa đêm gió mưa rét lạnh. Nếu như ngài muốn ta tha không nhận, thì ngài hãy ra lệnh ban thưởng xứng đáng cho quan quân. Ta không cần phạt soi, và coi như ngài đã đói công.
con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chưa hiểu đi đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắp sâu trọn đời. Con chưa hiểu ghi đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Nè, em mang đi em. À, em mang đấy. Cả đêm sống bóng chót tu bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít mới bay lớn mà. Anh ơi, ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không, không, chị không mua. Chị ơi, ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi, chị sao mua tụi con đâu. Nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Mấy nhạc này trốn có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Vô đi. Vô. Và theo lời yêu cầu, cô xin rể của chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Có nhớ con
đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã ai màu vì dài nắng dầm sương, rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Tên là Tèo Em, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Cà Mau. Sở thích của con là ca hát và ước mơ của con sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Sao bữa nay anh hai vui dữ vậy? Sao mà không vui được, bữa nay anh hai có siêu lớn mà. Hát xong á có chút tiền hả anh em đi học? Yên tâm, tiền đi học cái gì, để tối nay anh hai hát xong sau này anh hai sẽ có tiền cho hai anh em mình đi học thế thôi. Thank you.
lạp. Cho chú giờ bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả em, cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó vất vả lắm. Thấy con lạc quan nó mê hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường, và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ không muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Dạ chịu. Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, đầy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo Em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Trường Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Được một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của cô Ốc và chú Huy. Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Trường Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Đêm đêm
Không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả con? Tèo Em tên nghe dễ cưng, dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ, con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ, mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tôi bời. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó vất vả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ, từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ, con muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Yeah. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Yeah. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Yeah. Con đồng ý không? Dạ, đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ, tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không?
Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Triều Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không có... nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng hụt hết trơn. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của... Cô Ốc và chú Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ, Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Hoài vậy? Anh hai ơi, em vừa gặp một ông khách quý đánh dài xong tiền công ổng có trả, mà ổng còn mắng em nặng nhẹ biết mau lời. Trời ơi, sao vậy? Chuyện là sao, kể anh hai nghe coi. Tết vừa ngồi đây mời ông đánh dài, tuy rằng á hai con mắt á ổng cứ nhìn qua nhìn lại mà ổng cũng gật đầu á, miệng bảo ok. Em mới vội vàng ngồi xuống rổ tài cho ông thích ổng mê, nhưng có ngờ đâu không có một đồng xu còn phải sớm dữ vậy. Anh hai. Gì vậy em? Anh làm gì vậy? Thì nhạc xung quá anh hai nhảy có gì đâu nè. Thì đó, cũng tại cái bảng mâm bô của tiệm kem phía trước đều giật gâm lọc cho còn miệng
đôi đành đi luôn. Thôi, định luôn tới sáng hay gì á? Thì em tức em mới ư. Nhưng mà nghĩ lại cũng đâu phải lỗi tại em đâu. Sao em không chạy theo ông khách đã đòi tiền lại? Cô, anh đi đi. Đi đâu? Thì á, anh giả làm ông khách, anh đi đi rồi em đi theo. À, em theo em mới nói thưa ông, xin ông dừng lại cho em ba. Ê, trời ơi tụ. Ông quay lại nhìn em với cái mặt hầm hầm. Em tính nói nữa thì ông hất văng luôn cái hộp á, rồi lạnh lùng á cùng người đẹp bước lên xe. Nghe máy nổ á mà em tan gan nát ruột luôn. Nhìn đồ nghề á mà nước mắt cứ rưng rưng. Của anh bị rỉ bom, tìm đâu mua thuốc kỹ nên đem về. Ủa, em mới nói gì vậy? Thì em nói á là em của anh á bị rét 3 hôm rồi. Em tính á là đi đánh giày phụ anh lo cho tụi nó. Mà giờ á người ta không có trả tiền, rồi làm sao đây? Trời ơi. Thân em nè, em còn chưa có lo xong, nghĩ sao đi lo cho em của anh hai vậy? Thôi, em đừng có buồn nữa ha. Đồ nghề của em á, em lượm xong hết chưa? À, anh hai có vài đồng nè, em cầm đỡ đi ha. Rồi theo anh hai á, đi khắp mấy cái nhà hàng gần đây nè, kiếm khách đánh vài ha. Không, em không có lấy đâu. Anh đi bán á, kiếm từ đồng, từ cắt, anh cho em, rồi lấy cái gì mà ăn? Thì anh đi bán vài bữa là cũng có tiền à, em lấy đi. Không, em á, em đúng là lì. Lì y như là cái tên mà má em đã đặt vậy đó. Anh nhịn hoài à, có chết chóc gì đâu. Vì anh không có bà con ruột thịt, không họ hàng, cũng chẳng có mẹ cha. Một mình rào phố ngày đêm, nhà anh ở khắp thị thành bao la. Giàu thì xôi bắp bún bò, nghèo thì xôi bắp cũng qua một ngày. Phần em đã no rồi, anh lo mua thuốc cho mấy đứa em. Bây giờ hai anh em mình cùng đi kiếm khách đánh giày tiếp ha. Dạ. Đi đánh giày đi, đánh giày đi. Kính thưa bà con cô bác, tối đến nay tại bến phà xã Phước Khánh, đoàn tạp kỹ vui nhộn của ông Năm Tài Tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ. Với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Vũ Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơi. Rồi ơi mấy đứa. Rồi rồi nè, đổi mão vô nè con. Rồi rồi bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này hen, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe.
đó, bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông quầy lên ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho bận vừa y chờ. À được, ủa tôi có Thanh sao không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á, cha con mình ăn sang bữa. Bây giờ mệt ngồi nghỉ, cha thế con. Rồi chuẩn bị nè, đó chuẩn bị chưa? Rồi rồi lên lên lên, vô chuẩn bị nghe. Mở màn. Dòng sông lấp đang tràn sáng cuối bờ, vẫn làm trái ta đâu thể ngồi yên. Tạm biệt phu nhân, ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Tình mình xe xua kim ngàn đời không phôi phai, nhớ mãi quê hương ai chờ mong. Quân trúc mã con lợn bay rộn ràng, đã đến lúc ngăn gia khu xin giữ lời thề. Thiên ngàn sông lướt tung đôi cánh chim bằng, hè gà vui non nước thanh bình cho mọi nhà. Dắp té, xin lỗi bà con nha. Không sao đâu con, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. Dạ xin cảm ơn. Ồ bà con, cảm ơn bà con. Xin lỗi sự cố kỹ thuật nha. Bữa khác quay lại con nha. Rồi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi. Hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sộp bữa. Ha, đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ rồi. Vậy tao lột được. Rồi ăn chia qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Rồi, chút cha ăn sau tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ, rồi đó. Rồi dép con nè. Trời ơi. Này em thèm lâu lắm rồi. Ăn đi con, gan với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó, phần của em đâu? Nè. Cái giò. Cái này hả? Con chán cái cảnh này lắm rồi. Em xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai cái chính á, mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á, anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu. Cha
em chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà nó xin? Em cha ích kỷ á. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đến gặp cha và xin con về ở với mẹ, mà cha nhất quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải, mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi, vì cha sợ nếu tôi đi rồi ai sẽ hát cái giai cấp chính này đây. Mà nếu không có ai hát á thì cha sẽ không có tiền, phải không cha? Mày! Dạ! Yeah. À đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này, nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay, sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia phà kìa. Tôi cha con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi con ruột theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. Mong cho con đẻ được non hơn bệnh trong người.
cho tôi được chữa trị bệnh tình. Thành ơi, cha biết tìm con đâu. Đừng khóc nữa cha ơi, người cha mà con đã tôn thờ yêu kính. Hãy tha lỗi cho con vì đã vô tâm làm cha phải đau lòng. Cha hãy xem như chưa từng lầm con ở góc nhỏ năm nào. Anh chị đừng buồn vì nay em xa dân, mà hãy lo chăm sóc cho cha già, đừng để cha buồn vì nhớ thương em. Anh hai đừng cho cha múa cờ nữa, vì cuộc sống của cha đang đau á. Anh Tư, anh hãy thay em diễn vai dùng tướng, vì năm già bé bày vỡ văn mùng cho cha mỗi lúc đêm về. Còn bé Tám á, không có được khóc nhè nữa, hãy phụ giúp gia đình khi không có anh. Cha ơi cha đừng quá nhớ con mà lâm trọng bệnh, con sẽ quay về một ngày không xa. Thành ơi, mấy đứa ơi, em của con nó không có bất hiếu nghe, nó không có hổn với tụi con đâu. Nó đi gì nó gửi tiền cho cha chữa bệnh nè. Mày đứa, bố ra tìm em đi con, biết đâu nó còn quanh quẩn ở cái bến phà này. Tìm nó đi, nói Thành là cha nhờ nó. Em đây rồi Thành ơi, về đây cha đợi đó Thành ơi. Thành ơi, con ơi, đừng bỏ với anh chị. Không có ngõ sâu,
từng chiều xuân đến mây trầm hương, mỗi hương lòng còn một nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong. Ngọn đèn trai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dâu. Con đâu dám hẹn như người hẹn, bên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mãi câu đồ dây trầu tàn, mẹ rồi như bóng nắng qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp mùa giáo. Cảm ơn tiết mục khách mời của bé Quách Phú Thành, quán quân thử tài siêu nhí mùa 1.
trong sáng dù